Với các bạn đang điều trị một số những cái vấn đề về da thì chúng ta cũng có những cái chọn lựa kem chống nắng cho phù hợp. Ví dụ như là với những người bị mụn thì chúng ta sẽ chọn lựa kem chống nắng làm sao mà không gây nhầy rít, không gây bóng, không gây mụn. Đối với lại những cái bạn mà sử dụng những cái liệu trình điều trị như điều trị nám, điều trị da lão hóa, đang điều trị mụn bằng những cái sản phẩm có thể gây lột tẩy, ví dụ như là tretinoin, retinol, AHA, BHA, v.v. thì kem chống nắng nên chọn kem chống nắng có chỉ số chống nắng từ 50 trở lên. Và cần phải là được bảo vệ da nghiêm ngặt, ví dụ như là bôi với một cái lượng đầy đủ, giống như tôi đã có chia sẻ, đó là một lượng đủ dày là gần bằng một lóng tay ở trên cái da mặt của mình. Và bôi lặp lại khi mình ra nắng, hoặc là khi tăng tiết mồ hôi, hoặc là khi mà bạn xuống nước, mà nước có thể làm trôi đi những cái kết cấu kem chống nắng mà bạn vừa bôi ban nãy. Thì kem chống nắng nếu mà mình bôi tốt cũng giới hạn đi cái sự phát triển của vết nám hoặc là độ sậm màu của vết nám. Với những bạn có làn da nhạy cảm sẽ chọn lựa kem chống nắng không có hương liệu, không có những cái chất bảo quản và đồng thời được loại bỏ những cái yếu tố có thể gây ra dị ứng hoặc kích ứng cho làn da của mình. Khi sử dụng kem chống nắng xong thì chúng ta sẽ dùng cái nước tẩy trang để tẩy sạch lại cái kem chống nắng đã dùng ở trên mặt của mình và rửa lại bằng sữa rửa mặt nhẹ dịu hoặc là sữa rửa mặt phù hợp với lại cái tình trạng da của mình đang điều trị.